bên đây thấy rõ hơn. Mấy đứa nhỏ nó coi nó lạnh quá nó khóc. Một năm người ta bắn con lằn một dáng chịu khó tí đi. Còn anh muốn bắn kiểu này ba chụp lên anh đem bỏ vô thì anh thấy qua cho em. Đâu cho nó quá, cho nó được chi. Tiền đậu xe có 10 đô hả? Mà người ta bắn biết bao nhiêu tiền nó tới mình không quay uổng. Đứng chờ tí đi, tại vì đẹp quá à. Hồi năm ngoái thấy nó dễ bắn nên dễ câu. Ồ kìa quá trời bắn luôn rồi đó. Đằng chỗ đó bắn nhiều á. Ha. Bắn quá trời luôn đó. Ờ lúc lắc cái máy không có ấy nữa. Ok về. Nhà thấy không, người ta câu quá đông. Người ta còn bắn nữa mà lạnh quá, thôi đi về. Hồi nãy thì không có lạnh không, bây giờ lạnh quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhớ năm ngoái 10 giờ nó mới bắn. Tại thấy hồi năm ngoái á, mình cũng đậu phía đằng này dễ coi. Trời, gốc cây này vừa bây giờ mình đi ra xe về các bạn ơi, lạnh quá, quá trời lạnh. Ở đây nè, đúng rồi nè, đi xuống đây nè. Ôi da, lạnh quá. Lạnh muốn xỉu quá. Nhà thấy không, mấy chỗ đậu xe mà để đi coi bắn pháo bông đó, xe của cảnh sát là gì nè. Lạnh quá trời ơi, đi vô xe.